Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những thông tin mới đáng chú ý trong lĩnh vực sản xuất nông lâm và ngư nghiệp. Giảm 122 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp. Thúc đẩy sản xuất cà phê đặc sản. Trồng artichoke hướng hữu cơ, thu lãi hàng trăm triệu đồng một hectare. Thưa quý bà con, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo đó, thủ tục hành chính hiện chỉ còn 386, cắt giảm được 122 thủ tục so với trước đó. Theo danh mục mới, thủ tục hành chính cấp trung ương giảm 71 thủ tục, cấp tỉnh giảm 31 thủ tục, cấp huyện giảm 20 thủ tục và cấp xã giảm 4 thủ tục. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp có số lượng cắt giảm ấn tượng hơn cả, giảm từ 134 xuống còn 36 thủ tục, giảm gần 4 lần. Lĩnh vực thủy sản giảm từ 66 xuống còn 45 thủ tục hành chính, trong đó 3 thủ tục hành chính đã được xã hội hóa. Cũng một thông tin mới từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam. Thưa quý bà con, phát triển cà phê đặc sản là hướng đi đúng mà các nước trên thế giới cũng như Việt Nam cần thực hiện, vì không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho người sản xuất, chế biến, tiêu thụ, mà còn là vấn đề về thị trường người tiêu dùng trong nước và thế giới quan tâm. Tuy nhiên, để phát triển cà phê đặc sản, cần có chính sách phù hợp để khuyến khích người sản xuất, nhà chế biến, rang xay, phân phối hưởng ứng phát triển cà phê đặc sản, đồng thời đưa ra bộ tiêu chí, tiêu chuẩn trong đánh giá chất lượng, xây dựng thương hiệu cà phê đặc sản. Và để làm được điều này, thì theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cần đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật cho vùng sản xuất cà phê. Tây Nguyên phải có những chương trình quốc gia cho cây cà phê, trong đó chú trọng khâu chế biến sâu để nâng cao giá trị cà phê Việt, quảng bá tiêu thụ sản phẩm cà phê đặc sản, xây dựng thương hiệu bằng những tiêu chí quốc tế nghiêm ngặt, tổ chức thị trường và quản trị sản phẩm. Để thực hiện, các bộ ban ngành trung ương và địa phương cần phối hợp và tham khảo các chuyên gia quốc tế cùng các địa phương xây dựng chương trình cà phê đặc sản với lộ trình cụ thể. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác với quý bà con nông dân. Lâu nay, để phòng chống côn trùng gây hại trong trồng trọt thì cách đơn giản nhất mà nhiều người áp dụng đó là sử dụng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên thì phương pháp này đang gây nhiều lo lắng cho cả người canh tác và người tiêu dùng về chất lượng của nông sản. Vì vậy mà nhiều nông dân đã dần dần thay đổi thói quen sử dụng những biện pháp thân thiện với môi trường và không gây ảnh hưởng đến chất lượng nông sản. Ví dụ như sử dụng thiên địch để phòng chống côn trùng phá hoại mùa màng. Thiên địch là các loài động vật được sử dụng để diệt trừ các sinh vật gây hại, bảo vệ mùa màng một cách tự nhiên tại Đà Lạt và các địa phương chuyên canh tác rau màu của tỉnh Lâm Đồng. Thiên địch đã được ứng dụng trong nhiều năm qua như ong ký sinh hay các loại nhện bắt bọ trĩ, bọ phấn được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Trên thực tế cho thấy, các loài thiên địch này đã quản lý tốt được tình trạng bốc trĩ, bọ phấn tấn công trên cây họ cà như ớt chuông. Tuy nhiên đây cũng là biện pháp khá tốn kém. Trung bình một mùa ớt chuông hơn một năm, người dân cần phải bỏ ra khoảng hơn 20 triệu đồng mua một con giống thiên địch với diện tích 100m². Bù lại, nông dân sẽ hạn chế được việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng và cho ra những sản phẩm đảm bảo không tồn dư các loại thuốc hóa học đưa đến tay người tiêu dùng. Và liên tục trong nội dung tiếp theo, xin mời quý bà con đến với những thông tin về thị trường giá cả sản xuất nông nghiệp. Thưa quý bà con, hơn 2 tháng đầu năm 2019, một số khu vườn 1 hectare trồng chuyên canh artichoke theo hướng hữu cơ ở phường 11, thành phố Đà Lạt liên tục thu hoạch bán ra với giá 1.800 đồng một ký lá tươi, 60.000 đồng một ký bông tươi và khoảng 500.000 đồng một ký thân rễ khô. Hạch toán khấu trừ toàn bộ chi phí đầu tư, công lao động, trong một năm những hộ gia đình trồng artichoke theo hướng hữu cơ có thể thu lãi khoảng 300 triệu đồng trên 1 hectare. Phường 11, 12, thành phố Đà Lạt hiện là khu vực trồng artichoke lớn nhất của toàn thành phố. Tuy nhiên, rất ít nông hộ trồng hoàn toàn theo hướng hữu cơ. Đây là một bước tiến mới trong quá trình canh tác loại dược liệu có nhiều công dụng và có thể tận thu được mọi bộ phận này. Tại Ninh Thuận, muối sản xuất trên nền bạc hiện có giá dao động từ 1.100 đến 1.300 đồng trên 1 ký. Muối sản xuất trên nền đất từ 900 đến 1.100 đồng trên 1 ký, tăng từ 300 đến 500 đồng trên 1 ký so với giá muối cuối năm 2018. Bên cạnh đó, thời tiết thuận lợi, muối được mùa. Trung bình mỗi hectare cho thu hoạch từ 10 đến 15 tấn muối kết tinh nên diêm dân phấn khởi. Trong nội dung tiếp theo của chương trình, mùa mía đắng ở Krông Ba.
phát triển các giống dâu tầm cho năng suất cao. Chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay tiếp tục mang đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý. Và tiếp theo là câu chuyện của người trồng mía ở Gia Lai. Thưa quý bà con, thời tiết bất lợi khiến cho chất lượng và sản lượng giảm. Giá thu mua mía nguyên liệu giảm xuống còn 700 đồng trên 1kg là những nguyên nhân chính khiến cho bà con trồng mía ở huyện Rông Ba, Gia Lai đứng trước một vụ mía đắng. Năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hằng ở Buôn Trong, xã Ia Mờ La trồng 2,5 hectare mía tại cánh đồng Buôn Trong để hạn chế cây mía bị khô do thời tiết nắng nóng. Gia đình đã thuê 30 lao động ngoài để chặt và thu gom mía. Vụ mía này gia đình bà đã đầu tư hơn 60 triệu đồng, đó là chưa kể chi phí thuê nhân công. Với giá bán mía thấp như thế này, bà chỉ mong sao không bị lỗ. So mỗi năm ấy, thì năm nay nó phải giảm mất một nửa. Chứ còn nếu mà như một năm mà ví dụ mà được từ 90 đến 100 trên một hectare thì năm nay chỉ về được 60, chứ không có nữa. Nó tại vì nó nắng á. Không chỉ gia đình bà Hằng, nhiều hộ trồng mía trên địa bàn huyện Rông Ba cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Hộ may mắn thì chỉ lãi vài triệu đồng. Vụ mía năm 2019, toàn huyện Rông Ba trồng khoảng 1.300 hectare mía. Theo như người dân, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chất lượng và sản lượng cây mía giảm là do thời tiết khô hạn cộng thêm nắng nóng. Bên cạnh đó, giá đường giảm nên giá mía cũng giảm theo, khiến cho nông dân rơi vào tình trạng khó khăn. Theo thông tin chương trình nhận được, hiện nay giá mía tại Rông Ba, Gia Lai chỉ còn 700 đồng một ký, giảm 100 đồng so với năm ngoái. Ngoài ra, tiền nhân công chặt mía cũng tăng 1.000 đồng một bó lên 1.500 đồng một bó. Khó khăn tiếp nối khó khăn, người trồng mía hiện đang rất mong ngóng những giải pháp thiết thực giúp nông dân bớt đi nỗi lo về mía đắng. Vâng thưa quý vị, nhiều khó khăn và nỗi lo của quý bà con nông dân đã được những người thực hiện chương trình chia sẻ. Và câu chuyện tiếp theo sau đây, chúng tôi xin được phản ánh về niềm vui chưa trọn vẹn của bà con ngư dân ở tỉnh Quảng Nam. Sở dĩ chúng tôi nói niềm vui chưa trọn vẹn là vì từ đầu tháng Giêng đến nay, nhiều ngư dân ở xã Bình Hải, huyện Thanh Bình, Quảng Nam ra khơi trúng đậm rút biển. Tuy nhiên thì giá rút tụt dốc khiến niềm vui của ngư dân cũng vơi bớt đi ít nhiều. Hơn 8 giờ sáng tại bãi biển thôn Đồng Trì, xã Bình Hải, những chiếc thuyền nhỏ bắt đầu cập bờ vội vã, mang theo lộc biển đầu năm. Hôm nào ít gió, ngư dân vào bờ liên tục 3 đến 4 lần mang theo quả tạ rút. Ngược lại, có gió lớn, bình quân mỗi thuyền thu về cũng được 50 kg rút. Tính từ mùng 5 tháng Giêng âm lịch đến nay, mỗi ngư dân ở đây thu nhập từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng một ngày. Năm nào cũng như năm nay, nói chung là biển ở đây là ăn tới sang là dân đây lùm ốc với rút, bình quân đi lùm ngày công là triệu rưỡi. Ấy là bữa nay mới tới tháng 2 tháng 3, dân ở đây là phấn khởi, nói chung là rất là cảm ơn biển đó ủng hộ phù hộ cho dân hệ xóm chúng tôi. Năm nay rút được mùa nhưng giá cả không ổn định. Lúc đầu giá rút tươi 20.000 đồng một ký, bây giờ còn 10.000 đồng. Đối với rút khô, lúc đầu giá đạt mức 90.000 đồng một ký, giờ chỉ còn khoảng một nửa. Đúng năm nay thì ro Tết này thì được mùa đa, nhưng mà gió cỏ thì quá thấp đi. Hồi ban đầu nó thì tốn mư, bãi mư, mình đi xuống cầu Nam mư, rồi bốn mư, ép dân rồi đó, mà dân cũng phải bốn với trừ, không bốn lấy tiền mua dầu lại đấy. Theo đánh giá vụ đánh bắt này, ngư dân địa phương khai thác được khoảng 70 tấn. Tuy nhiên, rút biển rất giá ở thời điểm hiện nay cũng khiến cho chuyến vươn khơi đầu năm của bà con ngư dân bãi ngang chưa mấy trọn vẹn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Con số hôm nay. Kính thưa quý vị, như quý vị thấy đấy, 5% là con số mà chuyên mục Con số hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh. Cụ thể là theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện chỉ có 5% nông sản xuất khẩu của Việt Nam đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường như là Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Số còn lại chủ yếu xuất khẩu theo thị trường tiểu ngạch, trong đó thì thị trường Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất. Thực tế, nhiều năm qua, nông sản Việt gặp nhiều rủi ro bởi xuất khẩu tiểu ngạch, điển hình là thị trường Trung Quốc. Chỉ cần mỗi lần thị trường này ngừng nhập khẩu, nông sản nước ta lại rơi vào tình trạng được mùa mất giá, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp cũng như nông dân. Chính vì vậy, mặc dù đứng thứ 15 trên thế giới về xuất khẩu nông sản thực phẩm, tăng trưởng của ngành nông nghiệp Việt Nam được đánh giá là thiếu bền vững. Hạn chế lớn nhất của nông sản Việt Nam nằm ở bài toán chất lượng và thương hiệu. Và con số 5% đã chỉ rõ ra điều đó. Hiện nay, xuất khẩu theo chính ngạch là lựa chọn đúng đắn.
Vì vậy, nông sản Việt Nam cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn về sản xuất sạch như Việt Gap hay cao hơn là Global Gap mới có thể tiến vào các thị trường chính ngạch. Thưa quý bà con, nghề nuôi tầm trong những năm gần đây đang mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho người nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Những năm trước thì việc nuôi tầm bị hạn chế do thiếu cây dâu, thế nhưng việc chọn tạo và lai giống những giống dâu cho năng suất vượt trội cũng đã ra đời, khiến cho việc thiếu dâu cho tầm ăn không còn là vấn đề khó giải quyết. Thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng đã nghiên cứu và lai tạo được nhiều giống dâu mới như S7CB, VA20. S7CB là giống dâu được chọn lọc từ các giống cũ trong những năm 90. Lúc này dịch rỉ sắt đang bùng phát mạnh mẽ trên cây dâu, làm việc nuôi tầm của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Trong lúc đó, các cán bộ của trung tâm cũng đã phát hiện một số cá thể dâu không bị nhiễm rỉ sắt, từ đó đưa về nghiên cứu và nhân giống cho ra đời giống dâu S7CB kháng rỉ sắt, cho năng suất vượt trội, phù hợp với tầm lớn. Còn VA201 là giống dâu lai tạo từ các giống màu đen cũ và một giống dâu của Ấn Độ. Đây là giống dâu siêu cành, phân cành rất nhanh và nhiều, năng suất cao, lá mềm, dinh dưỡng và hàm lượng nước cao, phù hợp cho giai đoạn nuôi tầm con, thường được trồng tập trung ở các hộ chuyên nuôi tầm con. Hiện nay có thể nói rằng những giống dâu của trung tâm là phủ toàn bộ cái vùng Tây Nguyên của chúng ta và được người dân chấp nhận, được thực tiễn chấp nhận. Những giống dâu này có cái hiệu quả kinh tế rất cao. Đối với giống dâu mới cho năng suất 40 tấn một hecta thì hiệu quả trong cái quá trình đối với cây dâu thì có thể lên tới 240 đến 300 triệu trên một hecta. Gia đình nhà nông Phạm Văn Luyện ở xã Đạm Ri, thành phố Bảo Lộc hiện có 4 sào dâu trồng giống S7CB. Mỗi tháng, người nông dân này nuôi từ 3 đến 4 hộp tầm rất nhẹ nhàng vì năng suất dâu rất cao. Hiện ông còn dự định tăng thêm diện tích lên thêm 9.000 m2 nữa để nuôi thêm tầm, tăng thêm thu nhập. Ngày xưa thì như ở Đầm Di của chúng tôi thì ngày xưa là nó chỉ có cái dâu bầu đen. Thì lá nó nhỏ mà nó cái chất lượng nó kém lắm. Bây giờ là coi như là từ khi là nhà nước họ đưa cái giống dâu S7 này thì là bây giờ người ta gọi là dâu tam bội, thì năng suất nó cao mà coi như là nuôi thì thấy nó có hiệu quả rất. Không chỉ riêng gia đình nhà nông Phạm Văn Luyện mà rất nhiều nông dân khác trên địa bàn Bảo Lộc nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung đã và đang lựa chọn các giống dâu đạt năng suất cao này để trồng phục vụ cho những lứa tầm của gia đình. Thưa quý bà con, từ câu chuyện này chúng ta có thể thấy rõ rằng công sức của nhà khoa học cùng sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự chăm chỉ nhanh nhạy của người nông dân đang mở ra hy vọng mới cho vùng dâu tầm trên toàn tỉnh Lâm Đồng. Kính thưa quý bà con, thông tin trên cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại bà con vào chương trình ngày mai.